Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình mà trả lời theo đơn yêu cầu thì hôm nay tôi nhận được một cái email và tôi đã in ra một cái email có cái nội dung khoảng chừng 6 trang. Trong một cái email thì anh hỏi với tôi về việc là anh phải làm như thế nào và để mà bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh. Thì thưa anh rằng là chắc anh là người coi những cái video trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Thì hôm nay thì luật sư Thu sẽ trả lời cho anh. Tất cả những thông tin đều được luật sư mã hóa và tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi của anh qua cái chương trình trả lời tư vấn pháp luật này. Thì anh đã đưa cho tôi những cái thông tin của việc đơn cầu cứu. Kính thưa quý vị và các bạn, thì trong cái đơn cầu cứu thì tôi sẽ tóm tắt lại vụ việc của gia đình anh như thế này. Thì anh bảo rằng là ba anh có 3 phần đất. Thì trong 3 phần đất này thì do một cái lý do gì đó thì anh được đứng tên trên 1 trong 3 phần đất. Thì khi đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì do một cái nhu cầu thì anh đi xa. Và bây giờ thì những người trong gia đình anh đã có một cái đơn để mà yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và anh cho rằng cái việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó là sẽ không hợp pháp và anh quyết sẽ không thỏa thuận với họ. Vì anh cho rằng cái việc mà anh được cắt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là hợp pháp. Thưa với anh rằng là trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì tôi không chi tiết hóa vấn đề, từng vấn đề cho anh. Tôi chỉ tư vấn mang một cái tính chất bình quân nhất. Trong cái vụ kiện của anh được xem là việc khởi kiện hành chính hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì anh cho rằng ở phía bên quyền anh chị em của anh á, cái người mà yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, họ cho rằng cái đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không đúng về cái trình tự thủ tục và dẫn đến việc là hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái vụ kiện khởi kiện để hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và trước khi chúng ta khởi kiện để hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chúng ta sẽ hiểu được, thứ nhất, thế nào là được cấp giấy. Để xem một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đỏ đó, có được cấp đúng hay không thì nó gồm có 2 đối tượng. Thứ nhất là cấp đúng đối tượng. Cái thứ hai là trình tự thủ tục cấp giấy. Thưa quý vị và các bạn, cấp đúng đối tượng là như thế nào? Cấp đúng đối tượng là nếu trong trường hợp ba anh là khẩn hoang nhận chuyển nhượng hoặc thừa kế từ ông bà, thì như vậy thì ba anh là người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đó mới là đúng là đối tượng. Và sau khi ba anh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ba anh sẽ tiến hành một cái thủ tục gọi là tặng cho anh, hoặc là chuyển nhượng, hoặc là thực hiện một cái di chúc cho anh. Cái đó là những cái vấn đề mà cấp đúng đối tượng. Về vấn đề thứ hai, đó là trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thuộc vào cơ quan có thẩm quyền. Thì anh cho rằng đất anh được cấp giấy chứng nhận vào khoảng những năm 97-98 gì đó và anh đã được cấp giấy đỏ. Thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có đúng trình tự thủ tục hay không thì cái này thì phải hỏi Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện, nơi hoặc là thị xã nơi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh. Với vai trò là tư vấn và những cái thông tin anh đưa cho tôi thì tôi không thể nào chi tiết hóa hết tất cả những cái vấn đề. Chỉ nói cho anh biết rằng nếu phía bên luật sư có quyền và nghĩa vụ đối lập khởi kiện hủy giấy thì anh sẽ xem lại 2 trình tự thủ tục. Thứ nhất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh có đúng đối tượng hay không. Anh có quá trình khẩn hoang, anh có quá trình được nhận tặng cho, anh có quá trình được cấp giấy đúng đối tượng hay không. Và trình tự thủ tục thì thuộc về
trả lời của Ủy ban Nhân dân cấp quận huyện. Cái cấp mà anh thấy trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất á, ở phía sau cái mọc đỏ đó, thí dụ như Ủy ban Nhân dân quận 3 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Một cái nội dung, thưa quý vị và các bạn, thật ra thì luật sư cũng không có đủ thời gian để mà trả lời tất cả những cái nội dung bao gồm rất là nhiều trang như thế này. Trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta thì nếu trong trường hợp có những cái bộ hồ sơ như thế này thì quý vị và các bạn hãy mạnh dạn đến bất kỳ một cái văn phòng luật sư nào đó gần nhất để cho người ta hiểu được cái thủ tục để mà giúp quý vị và các bạn tư vấn. Chứ nếu như trong trường hợp tôi mà tư vấn miễn phí tới tận nhiều trang như thế này thì thật sự ra tôi không có thời gian. Cái thứ hai nữa là tôi cũng không gọi là ôm cái hồ sơ của luật sư đồng nghiệp để làm công việc gì đó. Vấn đề thứ ba nữa rằng tôi không chen chân, cũng giống như có những cái nội dung mà nếu tôi không trực tiếp nói chuyện, tôi không trực tiếp tư vấn thì tôi không thể nào hiểu được toàn bộ nội dung, tất cả những cái chứng cứ trong hồ sơ vụ kiện. Thế nhanh nhé, hôm nay thì cũng mong muốn là trả lời đơn âm một cách đơn giản nhất. Anh có gửi cho tôi cả một cái đơn khởi kiện của phía bên những người anh em ruột của anh. Tuy nhiên thì tôi cho rằng là việc anh khởi kiện và việc tòa án, việc cái phía bên đối lập của anh khởi kiện và việc tòa án chấp nhận là hai cái hoàn toàn khác nhau. Hôm nay thông qua cái video này, tôi muốn trả lời anh rằng để anh biết được cái trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh có đúng hay sai thì anh hãy mạnh dạn vào đến phòng tài nguyên môi trường của quận, huyện nơi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và anh hỏi trình tự thủ tục. Và chắc chắn thì sau khi trích lục được cái bộ hồ sơ thì quý Ủy ban Nhân dân sẽ hoặc là anh đến bất kỳ một cái văn phòng luật sư với một cái bộ hồ sơ trích lục, bộ hồ sơ cấp giấy thì họ sẽ cho anh một cái cơ sở pháp lý. Riêng bản thân tôi thì thứ nhất là do những cái nhu cầu về thứ nhất là nữ, thứ hai về đường xá xa xôi thì tôi không thể nào trực tiếp thông cái hồ sơ này được. Thông qua cái video này thì một lần nữa tôi cũng đã cảm ơn anh về việc anh tin tưởng văn phòng luật sư và gửi cho những cái thông tin này. Nhưng mà tôi cho rằng là tôi cũng đã mã hóa thông tin để những cái việc mà anh tin tưởng anh gửi cho tôi sẽ được trả lời một cách kịp thời và sớm nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Nếu anh có những cái vấn đề nào về tư vấn lĩnh vực nhỏ thôi, chứ không thể nào mà đưa một cái hồ sơ trăm tụng mà dày dẳng làm cho luật sư thì luật sư không thể nào trả lời cũng như là đi xuyên suốt với anh trong vụ kiện được anh nhé. Thông cảm cho luật sư về thời gian, về kiến thức cũng như về kinh nghiệm sống. Và tôi cho rằng có rất là nhiều những cái anh chị em cũng cần những cái câu hỏi trả lời rất là đơn giản. Còn luật sư thì sức người cũng có hạn. Thông qua cái video này thì cũng cảm ơn anh một lần nữa đã tin tưởng văn phòng luật sư và gửi đến cho luật sư một cái câu hỏi mà anh thắc mắc. Hy vọng là câu trả lời sẽ giải đáp được phần nào cái nỗi bức xúc của anh. Xin trân trọng cảm ơn.